thịt nướng, cá kho. Ủa, đổ ra rồi là cần chuột chân chuối tự. Thú vị lắm, anh em ở trong rừng đây bữa cơm à. Chiều của anh em à. Kỷ niệm anh em trong rừng. Rồi, chấm miếng muối đi. Anh phát thôi, đó, cho bà con coi đó. Em ở nhà anh đi bắt được mấy cua đá. Ở nhà anh làm mấy xiên thịt rồi đã ra ướp cái đó luôn đó em. Ướp à, ướp cái đó ngon lắm. Rồi, nó bắt được nồi cơm nè. Xong rồi làm được hai xiên thịt heo nướng, ngon và hấp dẫn không? Ờ giờ mình kho cá nè. Giờ là hơn 2 giờ rồi. Anh em bây giờ vừa về bắt tay vào mỗi người mỗi việc làm bữa ăn cơm trưa. Cá được mấy ký á. Đây, anh em đi đánh về được chừng này đây, 3 ký á nhỉ. Đầy đủ các loại luôn, đã. Rồi, giờ cá này lựa mấy con lớn ra nướng nè. Mấy con vừa kho với lại nấu canh chua. Ồ, cá kìa. Thịt nướng, cá kho. Đổ ra rồi lạnh. Rồi, nhóm thêm bếp đó nữa hả? Lên đây. Nhanh ăn. Đó. Đây là nồi canh chua cá nha. Cá kho nha. Anh Tuấn đạo diễn món cá kho, mình nấu canh chua. Đó, anh em sâu cá nữa. Đó, anh em mỗi người mỗi tay vui lắm. Mưa đấy chưa? Sao đâu, mưa có bạc rồi, chả lo đâu. Nồi cá kho ngon kìa. Mà do đầy quá, không đem nồi, cái nồi nhỏ quá. Dầu có chứ dầu. Ủa này, nồi canh chua nhìn hấp dẫn mà. Đây, sâu thịt, nướng, nướng riêu riêu, trưa dần em ở nhà nướng ngon lắm á. Anh em sinh hoạt trong rừng này, thích lắm, sát bờ suối. Gọi bắp chua rừng trộn đây, ngon. Bắp chua rừng, đó, sôi rồi, cho bắp chua rừng vô. Ồ, hấp dẫn. Ủa, sắc cái đó ra đây. Bắp chua rừng, cây chua rừng. Ủa, mình thử đi được chú. Nấu cá, tổng hợp cá, cua, ếch gì đầy đủ hết. Ừ, ngon quá, đúng vậy luôn rồi đó. À, tuyệt vời. Nồi cá kho nè, cực kỳ hấp dẫn luôn. Món gì cũng bán hết đó, cá nướng, thịt heo, bắp chua trộn. Thử thử đây nè. Hả? Đuổi đùi chua đậu ngọt kìa. Ở đâu, thử nè. Cho luôn à. Ừ. Lấy chua đâu, lấy chua. Ngon rồi, dữ tới, dữ tới. Được rồi đúng không? Ừ. Bỏ bịch lá chua vô luôn á. Chua bỏ rồi. Bỏ rau vô luôn đi, nãy thằng Út nó bỏ cái lá này sớm quá. Ý, coi chừng. Thôi bỏ rau vô luôn, bỏ rau chua vô luôn. Rồi. Lá chang, lá chua. Dạ rồi. Ngon ạ. Hấp dẫn này. Cành đó. Trời ơi, chơi luôn cái cành luôn không à. Nồi canh chua thật cẩm. Canh chua cá suối thật cẩm. Hết chưa? Rồi, hấp dẫn quá. Dạ mê chưa tư? Giữ mấy cái bao ni lông lại nha anh lợi. Thử thử nha, ném theo phát ra vừa chưa. Mê non thù dầm, nãy em giải. À, phát ngon quá, đúng ngon. Rồi, ăn cơ. Bữa ăn đã nấu xong, chuẩn bị bơi xong. Bơi cả, dưới anh sông em ra. Bây giờ tắm một cái rồi lên ăn nhậu luôn. Bơi. Giờ chắc cũng phải 4 giờ rồi. Để hồi nãy anh chặt cái bông chuối này đâu vậy? Ở trên rải trên rải. Mới sâu cá nướng xa xa. Phải chuẩn trượt á. Em bây giờ từ sáng đến giờ. Giờ 4 5 giờ chiều rồi mới có bữa cơm chiều đây. Cơm trưa mà ăn buổi chiều, nói cho đúng nó là như vậy. Nhưng mà hấp dẫn lắm. Tới khi ngủ đó.
Mệt lắm rồi đó. Thú vị lắm, anh em ở trong rừng này. Đi bắt cua nữa mà, bắt cua làm nồi cháo nữa chứ. Cái hạt tối này còn đi bắt cua mà. Chưa gì nó nghỉ. Hấp dẫn không? Toàn là đặc sản rừng không đó. Nước trong đó luôn, chút là múc uống không anh? Lâm ơi. Đó, bữa cơm chiều của anh em đây. Đây cầm cầm nốt con nữa. Đủ rồi mày. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nặng quá hả? Nặng quá để hồi đu có mũi ông ơi. Chết mặt mũi quá đi. Bây giờ làm sao ta? Rồi. Không chưa? Anh em lên một cái làm đó, cái kỷ niệm cái đây. Rồi do nha. Bữa cơm chiều trong rừng ba. Vô. Đó, thú vị. Cơm chiều trong rừng đây. Ừ đắng, đúng mà ngốc. Cái đó em uống mà nhậu cái này uống không nổi đâu. Đâu lâu làm cốc mới dễ mỏ rồi được. À ăn cơm mà anh em ăn cơm nha. Chắc ủi lại thôi. Còn lòng à, cái mùi nó bẩn. À, miếng cá suối đây. Ôi kho rột quá Tuấn ơi. Để lâu rột quá. Ừ, để ruột ăn nhẵn nhẵn. Nhẵn ngon. Ừ. Đắng đó. Ừ. Có cái biểu. Bịa. Chiều bắt không ạ? Anh lòm lòm những chiếc con cá, một cá trắng mà nó ỉa tức luôn mà. Cực quá, nó có lớp chấm đậu rồng cũng ngon. Ngon. Vô anh Lâm ơi. Anh bỏ đây vừa ăn quá. Rồi đó. Ngon quá. Không mà cá suối ngon mà. Nè. Cá suối ngon kìa. Ừ. Để cái ruột ăn nó nhẵn nhẵn. Ngon rồi, đắng. Nhưng mà có vị thuốc á. Ngon. Miếng bắp chuối rừng à. Rồi, cảm ơn. Hai miếng cơm đây nó uống à. Dạ dạ. Đây là hết đi. Một lần nữa đi khỏi tầng một áo. Cơm đi không? Ngon. À, dần rừng lỡ lại rừng là vậy đó. Ừ. Rồi làm miếng đi em. Miếng này. Mà đó rung tay đó, đó ha. Ừ. Rung tay rung chân. Ăn không cá không ngon. Béo. Cá béo kìa. Thấm mắt mắm. Chua nó ngon. Đúng bài ạ. Này bỏ xương rồi chút nữa rửa sao. Cái này nãy mình quên bự quá à. Bỏ xương vô đây đi. Cái này bà cái đi em. Chút nữa mình rửa. Vô. Bỏ xương cho nó. Ăn. Rồi. Rồi. Chia. Kỷ niệm anh em trong rừng nè. Rồi, đẹp rồi. Đặc sản không? Thuốc không? Không. Ủa, là anh 4 giờ. Anh Tuấn rồi ngự thêm nó không? Ừ, Tuấn. Anh Bảo. Anh Lĩnh, con Lĩnh dạ. Rồi, đây. À kia cái nè. Giờ là không có hỏi anh tên được. Lo đi kiếm ăn không. Anh Tuấn là trời đây anh cho thuốc anh biết. Cái ông nào hút thuốc dễ làm quen, hút thuốc uống rượu dễ làm quen là lên nè. Anh Bảo. Vậy anh Bảo là chắc là sinh năm tám mấy anh? Dạ, vậy lớn hơn em tuổi. Rồi, hết. À. Ngon nghe. Không nhưng mà rượu này vừa uống đúng không? Được. Mấy con nhỏ nhỏ. Làm thử con tôm đi. Đúng mấy con nhỏ nhỏ từ nay luôn á con. Nhỏ nhỏ nha đã. Ừ, còn ngon, béo. Ừ, ngon quá. Tôm màu xanh cũng nhiều lắm đấy chứ. Ừ. Đó, mình bắt nhiều lắm tôm đấy chứ. Chắc nhảy hết rồi. Cần chuối nè. Ăn tôm này còn nguyên. Ớt à, ớt nhảy uống à. Ừ. Nhảy hết luôn hả? Ớt đi hết. Ngon. Ừ. Ủa ớt còn con nướng mà ta? Còn hai con. Không. Mấy bắt ớt nhiều lắm. Anh Long còn ớt chín nè anh Long. Ừ. Cầm miếng bắp chuối lên. Họ. Ăn đã nè. Đói bụng nè, ăn sướng. Đây rừng nè. Đó. 4 giờ chiều mới ăn. Trời ơi, từ chưa tới chiều rồi. Cái đầu nó còn chưa được. Chưa chín. Ngon. Cái đầu nó. Tối nay đi làm ít cua nữa làm nồi cháo được rồi. Cua em hả?
Rồi mấy cua làm nồi cháo rồi đúng không? Ngon. Ăn đi. Ủa có chén này, lấy cái chén múc đưa. Ngon. Làm cái này được cá lóc à. Cá nhỏ nhỏ nhà luôn, đầu luôn, bụng luôn ngon. Có con có cát nha, tại mình giữa hơn không có rổ mình chưa sạch đó, nó còn dính cát trong mang á. Đúng rồi, có cát. Ăn nãy giờ cũng có mấy con sạch sạch. Ừ. Tại mình rửa không có sạch đó. Đúng rồi. Thế mà rửa sạch thì chắc cũng không còn cái gì nữa. Đúng rồi. Đó. Ồ, đã nha. Canh ngon đúng không? Quá tuyệt vời. Ở đâu tới nay mà có cua anh làm nồi cháo cho. Em ăn nấu đúng vị luôn, ăn chuẩn luôn. Cực ngon. Cua chua ngon lắm luôn Tư ơi. Có canh chua không bán cơm luôn. Ừ. Ngon mà. Ừ. Giá trị. Canh cơm ăn luôn. Sao giờ? Ngon lắm. À. Canh phải nó cái nước ngọt ngọt đã thì cái chứ. Có người ta có là gọi nó về. Không có nấm tôm á. Nấm tôm nữa, bỏ đồ tanh á. Không, bây giờ nè. Mình ăn cơm mình nhậu ấy đi. Cái bắt đầu mình đi tối lại mình đi kiếm cua. Kiếm cua về mình làm nồi cháo là nhậu tăng khuya luôn, tăng hai luôn là lên giảm ngủ luôn, đồng ý không? Rồi lên cái này. Bây giờ chúng nữa là cua một, bắt cua á. 2 3 vô. Ủa anh Ngữ anh có chơi YouTube YouTube à? Rồi thôi anh em mình lên cái chúc mừng Noel muộn trong canh, rừng canh đi. Của anh, canh à. Để em, con. Anh thích quay lại để làm kỷ niệm à, đó. Không có đăng lên. Thôi anh đưa cho em coi về coi. Rồi mời anh em nha, chúc mừng Noel. Vậy là anh để bữa nào vô Facebook giao lưu. Mừng Noel nha. À, đã. Bữa 26 rồi, Noel, muộn hơn hôm chứ nhiêu đâu. Anh em mình vô rừng. Đón Noel. 24-25 đúng rồi. 24-25. Chơi 26. Đúng rồi, mình chơi 26, chơi trong rừng nó phải trễ hơn tí. Trong rừng Noel nó trễ hơn. Ngon quá. Thú vị. Ăn ếch nè. Mai thịt nướng ai cả. Ếch chuối nè, anh em. Nó hình như còn sống á. Làm cái đùi ếch ngon quá. Ăn nó còn ngon. À. Ngon. Trời thịt cũng dai. Da cũng ngọt à. Quá ngon luôn. Ếch rừng á. Ừ, ếch rừng, ếch chuối đá. Ừ, ngon quá. Con cá đó nó dài khúc vậy nè. Phải không? Mới là nhìn bài la. Không có. Không có đâu. Tao mới đầu tao cũng có thấy. Con cá. Lúc mà tao xuống ta rờ thì tao thấy khúc cây. Không phải khúc cây. Là mấy anh em là cá từ lưa. Không phải khúc cây. Dành hết ly để rút lại mới. Rồi hết. Lên. Rồi lên. Chia. Yeah. Rồi. Giờ nó lót được cái bụng là uống ok rồi đó. Đó. À, đã. Rồi, anh em mình lên cái này. Vô. 1, 2, 3, vô. Chương trình là ngày mai là về đi rừng chỗ khác. Ừ, đi rừng chỗ khác. Kế hoạch là vậy. Thay đổi. Ngon. Uống rượu vô hấp canh chua là ngon nhất. Nói vậy chứ đi rừng mà không có cái giỏng là thua rồi đó. Có thể là cái giỏng chụp này. Giỏng mùng chụp mà trời lạnh lạnh đây. Ngủ lạnh là không cách gì ngủ được hết á. Nói chung là trừ khi mà còn lửa cũng đỡ mũi lòng. Đúng rồi, đốt đóng lửa, còn lắm kẹt lắm, chơi đóng lửa. Trời ơi, tụi anh có một cái mà nó 110 người. Mà đi vô đây nằm lèo nằm không nổi đâu. Mà nó phức tạp lắm. Không. Giống đi rừng không ngủ lèo được, rắn rít kiến rồi này nọ. Chỗ mà trống trải sạch sẽ. Ví dụ ở chỗ Thác Bà thì làm dựng lèo là ngủ được đó. Thấy chỗ này ùn đóng nè. Thì thích ùn chỗ nào ùn thay cho lo gì. Mấy cây là vô để cho nó. Con cua đá anh lĩnh ăn lên lĩnh. Quất con cua đi. Trời ngon lắm trời ơi, ngọt lắm đó em. Em ăn hả? Anh em đang nướng cá tiếp tục nhậu, làm cái vàng để lên đây. Mấy cái món ăn không hết thì treo lên đây chứ không là kiến. Để dưới đất kiến sáng mai khỏi ăn luôn. Thôi anh em xử trước cái đi. Rồi anh em ăn cơm no rồi. Rồi bây giờ tiếp tục ngồi lai ra tí chờ trời tối rồi đi bắt cua. Nhậu tăng ha nha. À, đã. Đồ này đầm dễ uống đúng không?
Bây giờ là 5:15 rồi, trong rừng thì cũng hơi bắt đầu tối tối. Anh em ngồi tán dóc nói chuyện chơi, chờ trời tối để chút nữa đi bắt cua. Ăn nguyên con bỏ vô nó không có cứng xương, nó cứng là ngon. Rồi lên cá anh em, mồi bây giờ chỉ còn ổi thôi. Quên rồi, hồi chiều tại vì nó không có nước măng chua chứ không làm cá nhảy. Cá nhảy làm chuối đó. Nhưng mà không có nước anh là, măng chua. Không, nếu mà hồi chiều mà anh làm là em ăn gì luôn á. Hồi đó giờ cũng ôi, món cá nhảy ớt. Thử lần. Mà nó nhẹ nhẹ dễ dễ uống à. Không, mà nếu mà cá không đúng không? Không, cá này cũng sạch. Cá này thì cá này sạch mà, cá này thì yên tâm. Ngoài Tây Bắc mà ăn cá rô phi luôn anh. Rô phi mà bàn tay mà thấy nó cũng... 2, 3, vô. Rồi hy vọng tí nữa anh em đi bắt cua có nha, để có nồi cháo để nhậu tăng hai cho nó ấm. Cháo loãng loãng là cháo cua mà húp uống rượu là đúng bài, trời lạnh lạnh này. Em ở đây với đêm em mà vô Sài Gòn cũng nhiều anh lắm, anh mấy anh ở Sài Gòn nhiều lắm, cứ kêu em ra nhà chơi biết thôi. Em đâu có dịp ra đâu mà ra Sài Gòn đông đúc quá. Em mỗi em thì ở Sài Gòn nhiều mà em thì chưa bước chân lên Sài Gòn. Hồi đó có lên đó được mười mấy ngày á. Mỗi là bùa là gái á. Đâu mỗi anh em này dẫn đi rừng này. Chậm có liên quan gì đi. Thì mình không biết mặt mà. Bịch gạo. Đó, giờ đến nè, cá lóc nè, cá lóc nướng nè, cá lóc suối nướng nè, ngon không? Trời ơi thơm phức luôn. Trời chấm muối ớt nè, đã không? Rồi làm miếng anh em ơi. Bẻ ra. Nghĩ tiếng hay tiếng. Rồi thịt đã rồi, trắng bơm. Còn gì bằng nữa nha. Rồi mình lên cá rồi mình làm miếng mồi chứ. Lên. Đã không? Đã không? Chia vô. Vô. À trời ơi, đã làm con đâu làm cái này. À, làm miếng cá lóc coi. Trời ơi. Cái gánh này đang xếp ba lô cho đi luôn á. Ngon. Ngọt lắm anh. Đấy trời ơi. Ngon quá. Trời. Mà nướng lên. Trời ơi đây. Đã. Ui. Trời ơi, rất trường. Có bộ ngon ghê. Ừ, ngon ghê á. Nha, bỏ xương bỏ vô từ chỗ nha, kiếm nó lên nha. Xương bây giờ kiếm cái con dĩa không? Đây con đây. Dĩa tí nữa mình ra mình rửa thôi. Đây, có... Ngon quá. Không dĩa này bỏ dĩa bỏ. Ăn cua thôi. Đây bỏ xương qua đây nè. Đây. Ừ, ngon. Đó. Trời ơi này em luộc ra cho anh nè. Anh đừng có nha gì, anh phải luộc gì này. Rồi ăn luôn nhìn ông quấn lại với ai. Dạ mà ngon. Ngon quá. Ngon. À, ủa. Anh Lĩnh ơi, hả? Ngồi xuống đây chứ. Thôi, nãy hả? À, đã. Xuống đây để em bùm cho miếng cá này. Ừ, nên những miếng thịt nó trắng này. Ờ, đã rồi. Trời ơi, đã ghê rồi. Trắng bùm như thịt gà. Phê à? Dạ, cái gì anh? Xương thì có rồi, xương trong đường thì nó có xương rồi. Nhưng mà không sao đâu mà. Không, giờ chút nữa mới ăn, bây giờ no lắm rồi. Trời ơi, chấm miếng ớt nữa thì. Rất thương á. Ông cái đây, ông cái này. Thảm miếng đây. Chúng ta làm cho chấm muối ớt mà em không ghiền thôi á. Chấm cá nước nè. À, đã. Ngon quá. Ôi ơi, phê. Lâm. Ngọt lắm. Ngọt ra. Đúng là đồ tự nhiên. Quá ngon luôn. Mùi tự nhiên đúng. Đúng tự nhiên luôn. Đã. Ngọt. Phê. À, đúng bạn. Làm miếng nữa đi. Làm cái đi, mồi bén là không muốn. Cá nước nó ngọt. Quá ngọt luôn. Nếu mà mình nãy giờ mình mấy món cá là mình món cá nướng này ngon nhất này. Ngon. Cái gì nướng mà ngon. Lên. À. Trời đã. Cá nướng này. Cá. Trời cái thịt nó ngon. Trời ơi, làm cái muối ớt đây nè. Đây. Ăn đi, anh có đây rồi, Rồi chấm miếng muối đi. Ăn phát coi. Đó cho bà con coi á. Ồ đã. Số dách. Cá rừng. Anh làm miếng coi. Ngon lắm. Kẹp miếng ớt kia mới đã nè. Bỏ vô miếng ớt này nè. Ui ngọt quá ngọt. Lấy cái xương này ra. Ngon lắm em ơi. Ăn đi em. Dạ. Cùng cá nướng nó ngọt em ơi. Ngon. Nè, làm miếng ớt cho nè. Cái này bị miếng hết đủ nè. Kẹp miếng ớt cho nè. Ngon chưa ngon đi á. Trời ơi đã chưa? Béo ngon quá ngon rồi vậy đã hấp dẫn. Nhưng mà cái đèn đi bắt cá bắt cua anh biết sao là cái chớp đỏ nó mới ngon. Đúng rồi. Rồi sau khi ăn tối xong nhậu xong anh em bây giờ chuẩn bị là đi soi cua ban đêm để về làm một cái nồi cháo cua
Cua đá này rất là ngon nha. Nhậu đêm, tiết mục của anh em tối nay thú vị không? Giọng giết rồi lên hết rồi. Bây giờ soi về mà có chừng khoảng mười mấy con thôi, đúng không? Làm nồi cháo lỏng lỏng xong rồi nhậu hết cái canh rượu này nè. Đó, đó rồi lên giọng là làm một giấc đến sáng. Cuộc sống thật là sướng, thoải mái. À, cầm theo cái vật tối bằng đêm là rọi tôm là súc là ngon á. Về tôm với ếch với cua là làm một nồi cháo là đúng bài. À, không có mũi, trong rừng cũng hay. Buổi chiều dắt bằng ngày, buổi chiều chằng dạng thì mũi nhiều, mà dắt này không có mũi nữa. Rồi anh em bây giờ bắt đầu tiết mục đi soi đêm trong rừng nè. Sâu á, cho nó sâu á. Đây nè. Tấm luôn, tấm thấy luôn. Thấy không? Đó. Em bắt đi. Trời ơi đã. Trời ơi nó bự nè. Nó bao nhiêu nhánh tất cả ta? Quá trời luôn hả?